Xin chào các bạn đến với channel Lavi. Rất nhiều bạn đã nghe đến tiền mã hóa, tiền điện tử, Bitcoin, Ethereum. Và video này chúng tôi sẽ hướng dẫn trong vòng 5 phút, dễ hiểu và rõ ràng. Tiền mã hóa còn có tên gọi là tiền điện tử. Giới chuyên gia đầu tư còn gọi là crypto. Tiền mã hóa khác rất xa so với tiền số. Tiền số được giao dịch bởi các ví ngân hàng, internet banking và do ngân hàng quản lý hoặc là do chính phủ một tổ chức nào đó quản lý. Về tiền mã hóa thì phi tập trung, không do một tổ chức nào quản lý cả. Nó dựa vào cộng đồng mua bán và lưu giữ dữ liệu qua công nghệ thông tin. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ về giao dịch giữa hai người, đó là Tý và Tèo. Hai người này nghĩ ra một cuộc cá cược khá là thú vị, đó là cá cược vào thời tiết ngày mai. Trời sẽ nắng hay mưa, nếu ai đoán trúng thì được 50 triệu đồng. Với trường hợp này, sẽ có 3 cách quản lý thông dụng thực tế để tránh cái rủi ro là hủy kèo. Cách thứ nhất, đó là giữa Tý và Tèo thực hiện giao dịch thỏa thuận bằng miệng, tin tưởng lẫn nhau. Trời mưa, Tèo thua gửi Tí 50 triệu đồng uy tín nha. Và thực tế thì như thế nào? Thực tế rủi ro vẫn xảy ra rất cao. Với một cái sự kiện nhỏ như vậy không đáng là bao nhiêu thì thua, thì gửi 50 triệu cho người thắng thì có vẻ là không thực tế cho lắm và hủy kèo. Cái cách thứ hai là giữa Tí và Tèo thông minh nghĩ ra cách thỏa thuận bằng văn bản, có nghĩa là làm cái hợp đồng thỏa thuận, ký kết giấy trắng mực đen, đóng hộp lăn tay. Nhưng thực tế thì cái rủi ro vẫn có khả năng xảy ra rất cao là hủy hợp đồng do một cái sự kiện không đáng là bao nhiêu. Thì hủy hợp đồng, cái người thắng cuộc sẽ nếu tốn tiền thuê luật sư và mất thời gian rất là phức tạp. Cái trường hợp thứ ba đó là Tý và Tèo nghĩ ra là thuê một người thứ ba giữ hộ tiền giữa Tý và Tèo cá cược. Tôi giữ 100 triệu của cả hai anh, ngày mai ai thắng tôi sẽ đưa. Thực tế thì cái rủi ro nó vẫn có khả năng xảy ra mất tiền của cả hai. Lúc này không mất một mà mất luôn cả hai. Cái người thứ ba này có thể là bỏ trốn hoặc là sẽ không đưa 100 triệu đó cho cái người thắng cuộc. Vậy tóm lại cả ba cách quản lý đều đem lại rủi ro khá cao. Với số tiền càng lớn thì rủi ro nó sẽ càng xảy ra, xác suất càng cao. Vậy tiền mã hóa được ứng dụng như thế nào trong cái trường hợp này? Tiền mã hóa sẽ chọn cách nào? Tiền mã hóa nó tương đồng với cách thứ ba, nó là một cái bên trung gian, là cái nơi thứ ba giữ tiền hộ giữa người mua và người bán bằng cái cách là áp dụng công nghệ thông tin lưu giữ trên hệ thống một thuật toán chuỗi. Còn gọi là công nghệ blockchain và không thể nào bị đánh mất. Và bên trong của tiền mã hóa đó là một dây nhợ blockchain chằng chịt và được lưu giữ trên nhiều máy tính bởi những cái thuật toán thông minh. Nếu áp dụng tiền mã hóa trong trường hợp giữa Tý và Tèo thì tiền mã hóa sẽ lưu giữ 100 triệu giữa Tý và Tèo với sự xác nhận của hai người, và qua ngày hôm sau thì thời tiết đã rõ ràng thì tiền nó sẽ được tự động chuyển cho cái người thắng cuộc. Về bản chất của tiền mã hóa là một sổ cái công nghệ thông tin và ghi chép lại giao dịch mua bán, và giao dịch mua bán càng nhiều thì số lượng ghi chép càng lớn, và việc ghi chép đó là do những thợ mỏ. Cái chuỗi blockchain kết nối lại thành chuỗi và lưu giữ trên nhiều máy tính khác nhau và được đồng bộ xử lý và chấp nhận giữa các máy tính. Tiền mã hóa có khả năng thay thế cái tiền thật để thực hiện chức năng là trao đổi hoặc là chuyển khoản. Cái tiện lợi ở đây là có thể chuyển ở bất cứ đâu, nhanh, rẻ và nơi nào cũng thực hiện được. Đảm bảo là phải có được cái công nghệ thông tin, internet. Về tiền điện tử, công nghệ blockchain, nói nôm na cơ bản đó là sự kết hợp của các khối dữ liệu, và các dữ liệu đó được ghi chép bởi cái lệnh mua và bán và được thực hiện bởi các thợ mỏ, thợ đào và không do một tổ chức nào quản lý. Nó tập trung
không do tập trung một máy tính nào, nó phân tán đồng đều. Và như vậy thì theo cái công nghệ blockchain thì cộng đồng tham gia giao dịch mua bán càng cao, dữ liệu ghi chép càng nhiều, khối lượng blockchain càng lớn, quy mô đồng tiền đó càng có giá và độ an toàn cũng càng nâng lên. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Lavi, và chúng tôi không ngừng tuyển dụng nhân sự và phát triển kênh Lavi ngày càng tiến tới và cải thiện hơn.